Những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu để trung tín. Lễ nghĩa liêm sĩ. Nhân ái hòa bình. Cô gái họ Chiêm, nhân hậu tài trí. Thời nhà Tống, họ Chiêm ở vùng Vu Hồ có một người con gái thông minh nhân hậu, hiếu thảo, dung mạo lại xinh đẹp. Mẫu thân của cô gái họ Chiêm sớm đã qua đời. Phụ thân của cô là thầy dạy lục kinh cho người ở trong vùng đó. Kinh thi gồm 305 bài thơ được sưu tập từ những năm đầu thời Tây Chu cho đến giữa thời Xuân Thu. Nội dung được chia thành 3 phần là phong, nhã và tụng. Thưa thầy, vì sao gọi là phong, nhã, tụng vậy ạ? À? Phong có nghĩa là những bài ca dao dân gian có sắc thái địa phương. Vậy còn nhã thì sao ạ? À? Nhã là nhã nhạc chính thanh, là nhạc dùng ở triều hội của các chư hầu và yến tiệc của giới quý tộc, dựa theo bố cục của âm nhạc mà chia thành đại nhã và tiểu nhã. Nhã tổng cộng có 105 thiên, trong đó phần đại nhã bao gồm 31 thiên, tiểu nhã là 74 thiên. Tụng là khúc ca tế lễ ở tông miếu, bao gồm chu tụng có 31 thiên, lỗ tụng 4 thiên, thương tụng gồm 5 thiên, tổng cộng là 40 thiên. Bài học hôm nay chúng ta học đến đây. Lần sau lên lớp các con phải ôn cái cũ để biết điều mới. Ngày mai chúng ta sẽ giảng giải phần quốc phong của kinh thi. Dạ. Cha ơi, anh ơi, ăn cơm à? Ồ, thơm quá, em làm món gì ngon vậy? Chỉ có cháo rau củ thanh đạm thôi mà. Cháo rau củ thanh đạm giúp người bình an đây mà. Châu Nhai Nhị Nghĩa, quan quyền của vùng Châu Nhai qua đời. Người vợ sau của ông dẫn theo cô con gái của người dịch. Cô gái tên Sơ, 13 tuổi, vùng Châu Nhai có nhiều trân châu. Cô gái thấy mẹ kế thích đeo chuỗi trân châu trên tay. Sau khi quan quyền chết, lúc đi tống tán, khi ấy có pháp lệnh, nếu mang theo trân châu bên mình sẽ khép vào cờ chết. Thưa cha, con đến thỉnh an cha. Ừ, con cứ đặt ở trên bàn đi. Cha ơi, cha bị sốt rồi. Tối hôm qua cha bị nhiễm chút phong hàn, hiện tại người của cha lạnh run. Con hãy đỡ cha ngồi dậy, cha còn phải dạy học nữa. Cha cứ nằm nghỉ đi, để con đi gọi anh, mời thầy thuốc đến. Bệnh của cha con. Cha của con bị nhiễm phong hàn, để ta kê vài thang thuốc, nhớ phải uống thuốc đúng giờ đó. Dạ. Đây là do lao lực lâu ngày mà ra, con hãy để cho cha con nghỉ ngơi một thời gian đó. Con nhớ rồi ạ, cảm ơn đại phu. Em sao vậy? Trong nhà chỉ nhờ vào việc dạy học của cha mà duy trì cuộc sống. Hiện tại cha bệnh rồi, còn phải mua thuốc chữa trị cho cha. Nhưng mà thuốc của cha uống hết rồi sao? Chỉ còn lại một thang cuối cùng. Anh không muốn đọc sách nữa. Vì sao vậy?
Anh muốn đi làm để nuôi gia đình. Hiện nay cha tuổi tác đã cao, anh vốn là con trưởng. Trong lúc cha tuổi cao nên ở bên cạnh cha tận hiếu hầu hạ mới là đúng. Anh chỉ cần tiếp tục đọc sách. Hiếu kinh chẳng phải đã nói: lập thân hành đạo, lưu danh ở đời sau, khiến cha mẹ vinh hiển, đó là gốc của hiếu đó sao? Anh hãy kiên trì đọc sách, sau này việc học mới có thành tựu. Đây cũng là thực hành đạo hiếu vậy. Nhưng mà hiện tại cha bị bệnh rồi, trong nhà lại thế này. Mấy ngày nay dì thường nghĩ thấy trong giường của cháu phảng phất mùi thuốc. Ai bệnh vậy con? Cha con bỗng nhiên nhiễm phong hàn, xin mời dì Triệu ngồi ạ. Dì Triệu, sao hôm nay dì rảnh rỗi mà qua thăm con vậy? Tiểu thơ con của Tiền Dương ngoại sắp xuất giá, thuê một số phụ nữ lớn tuổi đến thêu áo cưới. Dì đang thiếu một vài mẫu hoa. Dì biết con tay chân khéo léo nên đến đây tìm mẫu thiêu đó mà. Dì hãy ngồi đây để con đi lấy cho dì. Dì Triệu, con có việc này muốn nhờ dì. Ây da, tiểu nha đầu à, con cũng có việc nhờ bà lão này sao? Con hãy nói đi. Tình cảnh gia đình của con hiện tại chắc dì cũng biết, xin dì giúp con nghĩ cách kiếm tiền để xoay sở chi phí trong nhà. Ồ, đứa trẻ như con không những xinh đẹp mà còn nhanh nhẹn khéo léo. Con có thể thêu áo cưới và túi thơm cho các tiểu thơ nhà giàu được đó. Thật vậy sao ạ? Đương nhiên rồi, ngày mai dì sẽ đem hàng về cho con làm. Tốt quá, con cảm ơn dì Triệu. Hàng xóm láng giềng với nhau, con khách sáo làm gì chứ? Con à, con ngừng tới chút đi. Xem dì đem đến cho con cái gì nè. Cái này là dì lấy từ nhà của Tiền Viên ngoại về cho con đó. Nhà họ Tiền nghe nói tay nghề thiêu thụ của con rất tốt, nên bảo dì nói với con, nếu lần này con thiêu đẹp thì sẽ càng có nhiều việc cho con làm. Con hãy thiêu cho tốt đó. Dì hãy yên tâm ạ. Ánh nắng bên ngoài thật là đẹp. Cha ơi, cha hãy uống thuốc đi. Qua mấy ngày nữa là cha có thể khỏi thôi. Bệnh của cha đã khiến cả nhà mình sắp đói tới nơi rồi. Cha hãy yên tâm dưỡng bệnh, trong nhà còn có con đây mà. Anh của con đâu? Lúc này là giai đoạn anh của con cần phải học hành. Không thể vì chút biến cố nhỏ của nhà mình mà làm uổng mất việc học hành của anh ấy. Hay, khổ cho con rồi. Cha và anh không phải lo cái ăn cái mặc nữa. Đây chính là niềm vui của con. Cha hãy uống khi thuốc đang còn nóng mà. Cha ơi, đây là hoa lan con hái về từ trên núi. Cha xem nó đẹp biết bao. Con để nó đến bầu bàn với cha, để cha bớt cô đơn nhé. Vẫn là con gái, con lọc nghĩ đến cha mà. Sao anh lại đốn bó củi lớn gì nữa vậy? Anh là thư sinh ốm yếu, xương cốt như vậy sao gánh nổi bó củi nặng thế kia? Mỗi ngày anh đều đi ra ngoài thế này thì làm gì có thời gian đọc sách nữa chứ. Không sao, sức lực của anh khỏe mà. Em hãy đem củi này đi bán đi, đổi lấy gạo mì, bồi bổ sức khỏe cho cha. Chẳng phải em đã nói là anh hãy chăm chỉ đọc sách? Tất cả mọi việc trong nhà đã có em lo rồi. Để một mình em là con gái lo liệu việc nhà là đã làm khó cho em rồi. Có thể trải qua cuộc sống cùng nhau gánh vác mới là hạnh phúc chứ. Anh đói chưa? Em đi hâm cơm nha. Ừ, anh đói rồi. Anh rửa tay đi rồi hãy ăn cơm. Ồ, được. Hả? Sao anh mới làm việc xong rồi lại đi gánh nước nữa vậy? Anh mau ăn cơm đi rồi còn đọc sách. Em có thể gánh nước được mà. Anh rửa tay xong thấy nước trong lu đã cạn. Em cả ngày bận rộn, làm gì có thời gian đâu mà gánh nước. Ăn cơm xong em hãy đi đọc sách, để anh chăm sóc cha. Hãy để anh được chia sẻ phần nào công việc với em. Ồ, truyền về người phụ nữ nhà họ Lương. Trong nhà xảy ra hỏa hoạn, con của anh trai và con của nàng đều ở trong nhà. Nàng muốn cứu con của người anh, nhưng chỉ cứu được đứa con của chính mình.
mẹ nó, tôi vừa mới khỏi bệnh lại có thể tiếp tục dạy học được rồi. Hay, thời thế loạn lạc, cuộc sống thật không dễ dàng. May mà anh em chúng nó hiếu thuận, hiểu chuyện, thiệt là khổ cho các con, nhất là con bé. Mà trên trời có linh thiêng thì hãy phù hộ cho con gái của chúng ta sau này có thể được gả vào một gia đình tốt mà hưởng phước. Con à, tấm thêu bách điệu triều phượng của con sống động như thật vậy. Cô tiểu thư nhà giàu đó rất ưng bụng, tay lúc nào cũng không rời cái túi thơm đó. Cô ấy cũng không nỡ đeo đó lên. Đây là tiền công gấp đôi mà tiền biên ngoại trả cho con đó. Nhiều như vậy sao à? Chỉ cần con thêu đẹp, sau này tha hồ mà kiếm được tiền. Dì Triệu à, số tiền này con nhận một nửa, dì hãy cầm lấy một nửa đi à. Con à, con xem dì là người như thế nào vậy? Dì biết con từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Ây, thật đáng thương, con từ nhỏ đã không còn mẹ. Ây da, con xem dì lại ăn nói hồ đồ nữa rồi. Nói chuyện này làm gì chứ, con hãy cất tiền đi. Những ngày tháng sau này từ từ tốt đẹp thôi con. Con cảm ơn dì Triệu. Cha, cha hãy để dành số tiền này cho anh con sau này lấy vợ ạ. À, để hương hỏa của nhà họ Chiêm chúng ta tiếp nối. Em à, thật vất vả cho em rồi. Năm nàng lên 17 tuổi là năm đầu thời Thiệu Hưng. Triều đình hỗn loạn, trộm cướp lộng hành ngang ngược. Dùng Hoài Châu ở An Huy được mệnh danh là dùng trộm cướp nhiều nhất ở trong nước. Chúng dẫn binh từ Trì Dương công chiếm huyện thành Phú Hồ, đốt nhà giết người cướp của, không việc ác nào mà không làm. Mẹ ơi, thế đạo loạn rồi, sớm gì quanh đây đều bỏ chạy thoát thân. Con xin mẹ hãy phù hộ cho gia đình chúng ta có thể bình an rời khỏi nơi đây. Nghe nói bọn cướp đã tấn công vào trong thành rồi, các người còn do dự điều gì nữa, mau mà chạy đi. Cha không đi đâu, con hãy mau dẫn em gái chạy đi. Cha, nếu không đi thì sẽ không kịp nữa đâu. Cha đã ở căn nhà này cả một đời rồi, sao có thể nói đi là bỏ đi được chứ. Chỉ là tạm lánh đi một thời gian thôi mà cha, sau này chúng ta sẽ trở về. Cha không đi, mẹ của con còn ở đây mà. Cha, bà dì của mẹ con đã mang theo rồi, chúng ta sẽ không để mẹ ở lại một mình đâu ạ. Cha không đi đâu cả, ở đây có chết cũng không rời khỏi nơi này. Vậy được, cha không đi, con cũng không đi. Đúng vậy, nếu muốn chết thì sẽ cùng nhau chết. Cha già rồi, có chết cũng không gì hối hận. Nhưng bỏ lại các con ở đây thì biết làm sao. Con hãy mau theo anh trai chạy đi. Mở cửa nhanh lên. Nếu không mở cửa thì lão gia sẽ không khách sáo đâu. Cha đã làm chậm trễ các con rồi. Không sao, có chúng con đây mà. Các người hãy bắt tôi đi, cha của tôi tuổi tác đã cao rồi. Đây là bà dì của mẹ tôi. Xui xẻo. Hey, cái thằng nghèo kiết xác, chẳng có cái gì đáng giá hết. Vào trong nhà lục soát cho ta, ta không tin không tìm được cái gì đáng giá. E rằng cha và anh khó có thể bảo toàn tính mạng. Mình phải nghĩ cách cứu cha và anh mới được. Ây da, trời ơi, đau quá trời ơi. Ây gì đại ca, cái nhà này nghèo thiệt, chả có thứ gì đáng giá hết. Hai tên này xử chúng là sao đại ca? Giết. Dạ. Tướng quân, xin ngừng tay. Ngươi là tiểu nha đầu, có gì mà nói hả? Tướng quân, nếu ngài buộc phải giết người, vậy hãy giết tiểu nữ đi. Một mạng đứa con gái nhà ngươi mà muốn đổi lấy hai mạng này sao? Cha của tôi vừa già cả lại vừa nghèo, giết ông ấy có ích gì chứ? Chẳng lẽ nhà ngươi thì có ích sao? Tướng quân, tiểu nữ muốn nói chuyện riêng với ngài. Hả? Đem hai cha con chúng giam vào phòng chứa củi đi. Dạ. Đừng đụng vào ta, ta tự đi được. Sắp chết đến nơi mà còn cứng đầu hả? Sĩ khả sát, bất khả nhục. Thưa tướng quân, tiểu nữ tuy dung mạo xấu xí nhưng cũng bằng lòng theo hầu hạ bên cạnh tướng quân để chuộc tánh mạng của cha và anh trai.
Tướng quân trên đường đi bôn ba vất vả, tiểu nữ có thể may vá, giặt áo, nấu cơm, hầu hạ tướng quân à. Nếu như ta không đồng ý thì sao? Nếu như ngài không đồng ý thì có giết cha và anh của tôi cũng chẳng có lợi ích gì. Ngươi quả thật muốn đi theo ta. Tiểu nữ được may mắn hầu hạ tướng quân thì có điều gì hối tiếc nữa đâu à. Đại ca, để thấy tiểu cô nương này không tệ, hay là đem cô ấy cùng lên núi đi. Sau này không phải đại ca sẽ có người chăm sóc hay sao? Được rồi, hãy thả hai người ấy ra. Tuân lệnh. Tướng quân, tôi ra đi lần này không biết đến khi nào mới trở lại. Ngài có thể cho phép tôi đến trước bài vị mẫu thân bái biệt mẹ được hay không? Được rồi, đi nhanh lên rồi trở ra. Mẹ ơi, con gái bất hiếu, sau này con không thể chăm sóc cho cha và anh trai được rồi. Nhưng con xin mẹ hãy yên tâm, con tuyệt đối sẽ không làm mất mặt tổ tiên. Cha, anh trai hãy bảo trọng. Mẹ, xin mẹ hãy đợi con, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau. Tướng quân, chúng ta hãy lên đường thôi. Đi. Em gái à, em ơi. Con gái ơi, con đừng làm cha sợ. Con ở đâu vậy? Con hãy ra đây đi. Cha ơi, xem này, em gái để lại thư trong cuốn Liệt Nữ truyện nè. Đều là do cha, đều là do cha mà. Sao cha lại hồ đồ như vậy chứ? Bộ sách này tổng cộng gồm 7 quyển, ghi chép lại những câu chuyện về khoảng 100 vị nữ nhân thông minh, tài trí, đức hạnh, trác tuyệt từ thời thượng cổ đến thời Tây Hán. Cha hy vọng con học tập có chỗ sở đắc. Con thích nhất là đọc chương Nhân Trí. Chương đó đều viết về những phụ nữ thông minh nhân hậu tài trí, có thể tiên liệu được tình thế để tránh được nguy an. Tướng quân à, tướng quân làm cường đạo có phải là ý của ngài không? Có gì là không tốt chứ, ta muốn gì được đó mà. Lúc tướng quân làm cường đạo, có khi nào ngài nghĩ đến cha mẹ của ngài ở nhà không? Ngài nhẫn tâm để cho cha mẹ ngài hổ thẹn hay sao? Gan của người to thật đó, dám ăn nói như vậy với đại ca chúng ta sao? Không muốn sống nữa à? Mẹ ơi, con đến với mẹ đây. Ê, đại ca. Đại ca, cô ấy nhảy xuống sông rồi. Quả thật liệt nữ mà. Ta làm cường đạo lâu năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người con gái như vậy. Đúng vậy, thật là nữ anh hùng. Đáng tiếc thiệt. Cô gái nhà họ Chim dùng sự mềm yếu nhỏ nhẹ của mình, trong tình thế cấp bách nguy hiểm, đứng trước lưỡi đao, điềm nhiên thương lượng với bọn cướp cứu mạng sống của cha và anh, lại có thể giữ được sự trong sạch của chính mình, lấy cái chết để giữ gìn tiết hạnh, có thể xem là toàn đức. Những người trong thôn nói là nàng mỗi ngày đều đọc Liệt Nữ truyện, trong lòng gom chứa đức hạnh cổ kim, nên mới có thể làm được việc của đấng trượng phu như vậy. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe,
đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. No.